Cũng trong chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn có buổi tiếp ngài Gaston Thompson, Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ phân bang Polynesia nhân chuyến thăm đến Việt Nam tham dự hội nghị lần thứ 10 vùng châu Á-Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF. Chào mừng ngài Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynesia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hoan nghênh Polynesia đã tổ chức thành công hội nghị mạng lưới nghị sĩ trẻ Ủy ban Giáo dục Truyền thông Văn hóa APF. Đồng thời, Polynesia cũng hướng tới trở thành thành viên của cộng đồng pháp ngữ năm 2024. Điều này là sự khẳng định quan trọng đối với sự hiện diện của pháp ngữ tại khu vực Thái Bình Dương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, việc thúc đẩy quan hệ với tổ chức quốc tế pháp ngữ và các nước thành viên trong cộng đồng pháp ngữ luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tại buổi tiếp, ngài Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynesia bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước thịnh tình của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, đồng thời mong muốn thời gian tới, các đại biểu Quốc hội hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại APF, cộng đồng pháp ngữ cũng như tại các diễn đàn mà hai bên là thành viên.